Xin chào tất cả các bạn, với trung tâm guitar Việt. Trong dịp Tết này, shop mình bắt đầu tổ chức chương trình giảm giá đến 60% tất cả các mẫu như là guitar, đàn guitar phím lõm, ukulele và trống cây dông nhé. Bên mình có ship hàng toàn quốc và các bạn cứ yên tâm khi nhận, đó là bên mình có kiểm tra. Khi mua thì các bạn sẽ được tặng kèm full phụ kiện đấy, và bảo hành 12 tháng nhé các bạn. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu một số mẫu mà shop mình đang giảm giá. Bạn nào đang quan tâm thì có thể nhấp vào nút tìm hiểu thêm để xem những cái sản phẩm mà mình đang giảm giá trên web nhé. Ok, đầu tiên là mẫu ES CD180 và mẫu S120. Nó sẽ có 3 màu giống như này, 2 mã nhưng mà 3 màu giống nhau. Hiện tại dòng này thì shop mình đang giảm là 750 và SCD180 là đang giảm 850. Dòng SCD180 thì khóa nó tốt hơn, nó là khóa đúc. Mặt tốt gỗ thông, thịt nguyên tấm và có ti. Địa chỉ là 750 và 850 hai mẫu nhé. 750 và 850 nha bạn. Một mẫu cao cấp hơn một tí thì có những mẫu như là SAC20 như này, full của Hồng Đào đang giảm là 1.150.000. Các bạn nào đang quan tâm sản phẩm thì nhấp vào nút tìm hiểu thêm để tham khảo nhiều sản phẩm hơn nhé. Do video thì mình chỉ giới thiệu một số mẫu rất là cơ bản thôi. Một số mẫu như là đàn guitar phím lõm, dòng này thì đang giảm là 750. Đấy. Vậy đây shop mình mới về một dòng guitar rất là đặc biệt, đó là dòng guitar mini 3/4 dành cho các bạn mà kiểu như biểu diễn mà không gian nhỏ hoặc là các cháu mới học ấy. Thì đấy, guitar này nó nhỏ gọn hơn những cái dòng guitar kia, dễ cầm và không gian nó gọn hơn. Dòng này là 950.000 và dòng này là 1.250.000. Dòng này là gỗ khoa, còn dòng này là gỗ văn sam và mặt tốt là mặt tốt thông. Có ti hết nhé các bạn. Đấy, có ti và có đốt hết, xài rất là bền, rất là rẻ nhé. Bạn nào đang quan tâm thì có thể nhấp vào nút tìm hiểu thêm để tham khảo nhiều sản phẩm hơn nhé các bạn. Trong cái dòng thì rất là nhiều mẫu và dòng này là dòng series 02 đang giảm là 350.000. Dòng này các bạn chắc biết rất là nhiều rồi, trên toàn quốc rồi. Bên mình gói hàng thì gói bằng xốp và vận chuyển đi rất là an toàn nên các bạn yên tâm như thế này. Đấy. Và có kiểm hàng khi nhận nha các bạn, xốp thì rất là dày nên các bạn cứ yên tâm khi mua hàng bên mình. Ok, bạn nào đang quan tâm các sản phẩm giảm giá bên mình thì có thể nhấp vào nút tìm hiểu thêm để tham khảo những cái sản phẩm khác và nhiều hơn. Ngoài ra thì trên đó nó sẽ có cái video test cho các bạn luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm video của mình và chúc các bạn một năm mới ấm áp để gia đình nhé.